Hello anh em, hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nha. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình sẽ tiếp tục về map E làm clip trà trộn cho anh em xem nha. Ok. Ôi chẳng có cái dù nào gần nhờ mình bắn. À, bỏ lạc này. Rồi, cái gì? Đằng trước có một ông này. Rồi, tôi xin nhá. Hình như đằng sau mình có tí chân. Chỗ nào cũng thế anh em ạ. Bên dưới mình có này. Này. Nhà bên cạnh cũng có luôn này. Ôi bột. Gạt được rồi. Sở spam lốc một tên này. Ôi đau quá anh em ơi. Khiếp, kia nó sở spam đau phết đấy. Có ai đang chạy qua đường? Chủ chạy qua đường đâu? Đấy, mở cái cửa ra phía kia cho nó dễ nhìn. Mark the location. Lên là hẹo. Ông này chắc là tranh thủ đồng đội bắn rồi lên định sôi mình luôn đi mà. Mà tôi nghe kỹ lắm. Tôi nghe tiếng chân chuẩn lắm. Ôi dồi ôi. Ê, vẫn còn ạ. Chả có tiếng chân luôn. Rồi, lốc thêm một này. Ôi tao trong nhà. Ok kìa. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Trời ơi, đồng đội ơi. Đồng đội chết hết rồi, đồng đội ơi. Phải đi đều, cứ lẻ lẻ. Ở trong khu này phải đi đều, đi lẻ là chết đấy. Kìa, thêm một thằng chạy nữa kìa anh em ơi. Không biết chạy đi đâu. Trong khu này vẫn còn đông lắm, 8 thằng nữa. Lên thiên đàng. Lên mái nhà ta bắt con gà. Bạn chạy thôi đấy bạn ơi. Chạy đến khu nhà trên này. Rồi, chắc là mình có tiếng chân nha. Thằng Vân đang đứng ở dưới chân mình anh em ạ. Chưa có tiếng chân. Chạy đi thì phải, chưa có. Đây rồi. Trước mặt này. Ui trời ơi. Ông ngồi cũng ké xong rồi. Hai phát rồi, dính hai phát vào chân này. Có thể là yếu máu rồi đấy. Thôi em phản đây. Sợ có đồng đội nó gần. Nó tia cho mình phát là mình lại mất công. Ê, biết ngay mà. Đấy, vừa bảo xong mấy thằng hình như đồng đội của nó. Mình không biết phải đồng đội hay không nhưng mà ít nhất là có hai thằng đẩy mình. Lên này. Gạt này. Ui trời ơi. Ê, nó spam FMG đau quá anh em ạ. Rồi xong. Ui giời ơi, thằng này nó không bơm máu đi mà nó lại lên nó ném cho mình quả lửa. Đau quá. Tuấn Anh ra được mà. Quả lửa đau quá anh em ạ. Bắn ra. Tuấn không? Bắn đi. Ok ok, thế để tôi quay lại cho trả thù. Ui giời ơi, trả thù được. Ê, nhầm lại được. Kẻ trận trước được cộng có 21. Trận trước được cộng có 21 rồi. Trên này chứ quay hết rồi. Thực ra là để chống chọi với cả đám đông thì mọi người cứ phải lên dùng mẹo. Ví dụ như ở bên kia nó đông nó vừa giết đồng đội mình ấy. Đấy mình cứ phải giả bot này. Đấy. Ui dồi nó còn rồng rắn lên mây. Nó chạy tới đây. Ui dồi ôi. 4 thằng. 1 ông. Thêm ông nữa. Còn một thằng cuối thôi anh em ơi. Bên này. Để hàng này đi tham bot. Để tí. Mày chết này. Một team, nguyên team Bangladesh anh em ạ. Bot, đây là bot, đây là bot. Đấy. Nghe tiếng chân là biết rồi. Có tạm biệt anh em ạ. Có thể tránh lăng tí đó. Ui, đi biết luôn. Này bắn đi bét nhỉ.
Chết mẹ nó đuổi xe đằng sau rồi. Mình nhớ nhìn thấy xe mình rồi thì phải. Ừ, về tới. Nè, nó biết rồi, nó lỗi rồi anh em ơi. Ôi giời ơi. Ít nhất là có 4, 3 tiếng chân thêm 1 xe nữa. 1 2 3 1 thằng cuối. Ôi trời chết rồi. Ui, bắn trượt. Ví thế, còn đúng thằng cuối anh em ạ. Thế là 2 team rồi. 2 team rồi nó mới đâu. Rồi, nhá quay trở lại đây anh em ơi. 4 tem, ít nhất là thấy 4 tem. Ít nhất là 4 tem à. Xuống, 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 xuống. Chỗ nào có người, mình bị chiếm hết rồi. Nó mùa này không có gạt được rồi. Spam lốc 2 rồi. Ủa kìa, nó bóc rồi. Rồi. Mỗi chết một rồi. Mày có trả tới tinh thần tao mày ạ. Lúc cái nó hét lên. Nó nghe phút nữa. Nó bị bắn lốc. Sao nghe có giọng. Giọng một người quen quen anh em ạ. Tao đang đẩy lên đấy. Nghe giọng giống giọng 2K8 mà không biết có phải không. Nó hét. Tao cao cao tổng gà. Nó nghe tính chân của bạn nó tới. Nghe giọng súng hệt luôn. Bắt cái cổng đi mới được. Cặp con chó nó nghe. Sao? Ôi, chạy đôi đi bạn ơi. Nhà đỏ có đây anh em ạ. Trên đầu rồi, trên đầu rồi. Nhà hồng chỗ nào không? Nhà hồng chỗ nào? Ê, nhà đỏ mà, phải nhà hồng đâu. Vãi đái để bét. Tiếp ông lão không khổ đứa bé đâu. Hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Rồi xong rồi. Đừng gớt bỏ ra đây không? Có thằng đằng này này. Ui, kẹp luôn. Bên trái có tiếng chân. Rồi, kêu tớ xin. Yeah. Ui dồi ôi, thằng nào đây? Ông mày trèo cửa vào nhà tao này. Từ từ để mình xem nó. Đi mình. Đây rồi. Này quá vẫn gạt được. Chưa, ném bom. Ném bom ủi hết cả tay anh em ạ. Nhà bên cạnh có luôn này. Ra sau, ra sau, ra sau, ra sau nhanh, nhanh, nhanh. Tao bấm rồi, nhìn cho tao, nhìn cho tao. Không biết nhìn cái hướng này. Vào đi. Ôi, ổn. Mẹ đừng có đùa trong 2K8. Ủa mẹ nghe tiếng giống thế nhở. Ui dồi. Mẹ nó lại ném bom tiếp kìa. Ủa, thân mình quá trời ơi. Mấy thằng ấy tên to lắm. Ủa rồi, có lúc 3 rồi. Nhảy xuống này. Ủa rồi. Bay như chim ạ. Đây thằng Benny này. Trên đầu mình à. Kiểu gì? À, hai team. Đầu quá. Thôi phán đi. Đấy, trả lại cuộc đời cho các anh. Trả lại sân chơi cho các anh. Còn thằng cuối rồi này. 2 phút. Một phút. Nhiều đang bơm máu trên đầu mình. À, cái bét nó lấy của tôi đấy không ạ? Nó là cái thằng giết tôi đấy. Nhà nào nhỉ? Đúng thằng này, đúng thằng Perry rồi. Đúng thằng Perry rồi. Thế cửa điều rồi sao? Your exclusive ride is ready. Safe and speedy. Race through the battleground to your heart's content. Lên quanh giật quá. Ui giật lắm rồi. Tao nghĩ Doraemon có. Ui có xe.
Rồi xong, liều. Ui, mình ăn được tận 3 kill anh em ạ. Được của nó đấy. Máy đâu, xe vừa chạy sang phía bên kia mà. Ôi, từ từ, hình như có tiếng bò mày không? Hình như có thằng bò ở đây. Nào nào nào. BBS, à quên, M12K. Rồi, xong, riêng tiếng này. Mày đứng im làm cái gì? Vướng mày 2 giây mà ăn 2 thằng ngồi. Người chạy này. Ui, có xe. Ăn vào nhau rồi. Thôi xong, vướng rồi. Ơi, số 1 đây. Kìa. Không trúng phát nào anh em ạ. Nằm lên trên này, xấy lầm cho nó đỡ giật. Ô, hai đầu kìa. Watch out. Spam khói đi. Rồi, spam khói đốt được một thằng. Đồng đội gạt cho mình rồi. Hay quá. Còn thằng nó đấy ở chỗ hướng chạy chỗ cái xe này. Hố xe rồi xong lên lên một tim cựa. Vậy là hết rồi. Bao nhiêu? Còn 3 thằng nữa thôi. À, rồi thế thôi. Cẩn thận nha con lợn. Team rồi. Vậy là cùng team rồi. Làm đấy anh em ạ. Để mình thử đánh sang bên đấy xem. Watch out. Xe à? Áp sát gần này. Mình phải kill rồi, cố lên, cố lên. Đâu rồi? À đây rồi. Có một này. Có một thằng ở chỗ xe thì phải. Đúng rồi đâu. Bạn mày rồi, đâu? Nghe tiếng rồi. Xong, hết. Ê giời ơi, 19 kill. Phí thế, thiếu đúng một kill nữa là tròn 20 rồi. Phí quá anh em ơi. Ít nữa thì đủ rồi. Ngày hôm qua thì có bạn Donate chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Mình cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Nhưng mà sau thì nếu có thể thì bạn cứ ghi hẳn tên ra để cho mình dễ xưng hô nha. Em Kevin gửi anh Tony bát phở, chúc anh luôn thành công trong công việc. Mong anh luôn ra clip trà trội, em chờ xem từng ngày. Ui, cảm ơn em rất nhiều nhá. Anh sẽ cố gắng ra thật nhiều clip trà trội để phục vụ anh em ở trên kênh nhá. Thêm một bạn nữa là nhóc chúc anh Tony ra nhiều video trà trộn hơn. Ok em, anh sẽ cố gắng ra nhiều clip để phục vụ anh em. Mặc dù là clip trà trộn nó, mình thấy nó làm nó khó hơn so với cả đi xuống nó sửa quát anh em ạ, mất thời gian hơn, làm lâu hơn anh em ạ, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe để làm clip cho anh em xem nhé. Fan cứng của anh. Uầy, cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc em và gia đình cũng là mạnh khỏe, sang năm mới gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc để tối về xem clip của anh nha. Cảm ơn em. Phạm Minh Phúc, chuyển khoản, em học sinh nên không có nhiều. Chúc anh và gia đình sang năm mới ăn khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và các clip hay nhất anh nhé. Ok, như mọi người cũng có thể thấy thì clip trà trộn của mình thực ra là mình có rất là nhiều. Nhưng mà mình thường chọn lọc đi anh em ạ. Chọn lọc những clip hay nhất để anh em xem cho nó hay, đỡ bị nhàm chán. Đấy, đặc biệt là những cái clip mà cực phẩm anh em ạ, gặp cực phẩm hay lắm. Nên mình sẽ cố gắng nha, cảm ơn em rất là nhiều. Anh thân, chúc gia đình em có nhiều sức khỏe, anh mời em đi cà phê. Ui, anh cảm ơn anh nhá. Chúc anh và gia đình cũng có thật nhiều sức khỏe, sau năm mới gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng nha. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Em Sơn, chúc anh chị và gia đình mạnh khỏe, luôn vui tươi để có nhiều clip xịn cho mọi người. Ok em, anh cảm ơn em rất là nhiều nhá. Và anh sẽ cố gắng làm clip thật hay để phục vụ cho mọi người ở trên kênh nhá. Em Thành giấu tên, chúc anh năm mới vui vẻ. Đã tên Thành rồi còn giấu tên nữa. Không biết có phải tên Thành thật hay không, nhưng mà thôi cứ cảm ơn em. Cảm ơn Thành rất là nhiều nha. Chúc em còn nhiều may mắn ở trong mọi lĩnh vực nha.
Nam Bùi Tha Thu Vũng Tàu chúc vợ chồng Tony Sama năm mới vui vẻ. Ôi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh và gia đình thật nhiều may mắn, sang năm mới an khang thịnh vượng, buôn may bán đất và công việc thì càng ngày càng có nhiều khách tới xăm nha. Chúc em và gia đình năm mới nhiều sức khỏe. Ui, cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà hơi tiếc là anh không để tên ạ. Chúc anh và gia đình sang năm mới gặp nhiều sức khỏe ạ. Tấn tài, tấn lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ôi, lốt trận cuối rồi, đi ngủ nha anh em. Từ đến giờ được có mỗi một trận top 1 thôi. 32 trận. Ông nào bấm điện thoại. Tài kèm ôn quá, bị loa vọng rồi. Tạm tắt mic đi, tí mở sau nhá. Trên đầu mình này. Chắc phải tầm 2 thằng thì phải. À, sao bắn tao đi này. Bắn tao đấy. Thôi, mình còn có tí tiêu máu thôi anh em ạ. Còn có tí máu. Bơ máu đã rồi, nói chuyện sau. Bên phải mình. Hay quá đồng đội ơi. Lên. Nãy nó vừa bắn phía trước mặt mình mà sao bây giờ im ắng thế nhỉ? Lên trên đỉnh này xem nào. Kìa, bên trái này. Ui, cái bát đồ ba. Ê, đau quá anh em ạ. Bơ máu đó. Phải có rồi. Ui giời ơi. Cùng rát của sới cho đau quá. Trời ơi, đã hết máu rồi. Trên đầu ít nhất còn tầm 20 mấy thằng nữa. Chạy nhanh thế. Đây. Đang chạy ra phía bên đấy này. Đấy, nhà kia vẫn còn. Mình không dám nhảy xuống. Tại vì không có rát. Chạy là chết. Mày này. Sang chơi luôn này. Hình như nó vừa bắn người. Mày chết. Tớ xin. Tớ xin. Vậy còn một thằng ở chỗ phía khu bên phải mình thôi anh em ơi. Đây rồi. Ô, thằng ấy đang ở bên dưới tự nhiên chạy lên làm gì nhở? Không biết phải thằng đấy không hay thằng khác. Trong khu này có tầng 7 thằng cơ mà. Vẫn còn kìa. Vẫn còn anh em ạ. Mày đúng trên đỉnh đầu luôn. Rồi. Đi rồi mẹ. Nghe chưa? Hình như đi rồi. Nó lại xuống tiếp rồi. Chung cư, chung cư. Watch out. Chung cư á? Gần đây luôn hả? À, chung cư ngoài đây hả? Kinh kè ba. Đây, để mình lên mình kè xem nào. Thấy nào nào, trong burger 3 cả nào. Cho nó quả bom ạ. Ôi kìa, số 3 kéo nó bắn đây. Rồi, đâu? Bên dưới. Thế là còn thằng bên dưới thôi anh em ơi. Mày này. Ui, thằng này chắc là bị chó này. Bị đồng đội mình bắn yếu lắm rồi đấy anh em ạ. Xe. Xe ai đi. Mẹ mày. Mày rình ở đây. Ôi, có tiếng chất. Cắn. Lát ha. Bot. Bot anh em ạ. Mình tưởng người cơ. Thôi đi kiếm người bắn nhau tiếp rồi. Watch out. Xe từ chạy ra từ thính này. Đang định ra thính kiếm cổ ốp.
Hình như nó có ít người sao mà nó chạy đi này. Một viên headshot. Ít nhất là một hai viên trúng người nữa mà không chết. Đấy, mà tránh vỏ dưa thì mày gặp vỏ dừa, tránh mình thì lại gặp đồng đội mình, chết ngay. Ở bên kia đã à quên gì nhỉ? Nó vừa bắn thính anh em ạ. Mình có khi là mình sẽ đỗ ở nhà Dodemon luôn. Sau mình ke. Còn mong là bây giờ là nó ra nhà tính hết rồi. Ôi cái gì ấy, vừa thấy nghe tiếng xoạch phát bên trái xong, à bên phải. Từ từ, để ra ke nữa. Không nhìn thấy thính gì vậy. Đúng rồi. Tiếng chân này của người chạy nhá, không phải boss đâu. Rất nốc một khựa anh em ạ. Kìa. Yeah. Rồi, tiếng chân chạy gần nữa này. Chắc đồng đội nó đấy. Mày kê tao này. Nhanh lên nửa bình này kìa. Nốc 2 này. Nốc 2 hay 3 thằng này. Nốc 1 thôi, nốc 1 thôi. Ghê thật. Nhanh kiếm tí nào. À đây, trên mái kìa. Vẫn nốc. Ui có bom xịn thế. Nốc 1. Ôi nửa của ai đây. Không có thắng thì phải. Để mình lên mình chơi đó nhá. Ui bỏ mẹ đê vét anh em ạ. Mày này, ấy rồi. Ui nó cầm đê vét nó thủ. Còn hai thằng nữa. Watch trời out. Ơi. À đồng đội mình nốc thằng đê vét rồi thì. Hay quá đồng đội ơi. Nè đê vét đúng là thủ cầu thang. Dễ đi lắm. Thích kít kít. À giật này, giật này, giật này. Giật tiếp vào lòng. Nhà bộ đồ ra. Đuổi xe. Đuổi xe. Có nhà bộ đồ ra xe này. Rồi. Khu này thì chỉ có lên mái thôi. Lên mái gọi là hoàn nhất rồi. Dưới cho mình nhá. Hai thằng. Dưới nhà không có. Dưới sơn chạy điểm. Ôi rồi. Bắn thế mà không nốc kìa, nó rụt đầu nhanh quá anh em ạ. Các bạn để mất mái là các bạn thua rồi. Đi ngay. Bên này. Ô, chưa giết thằng đấy à? Mình mới chỉ gạt bằng lửa thôi, mình đã giết rồi cơ. Trời ơi. Đang đợi ném bom này. Rồi, sao? Liền. Lên đường rồi. Hết phim. Đeo được kìm. Một kìm. Ấy, trên đồi chạy này. Đó hiểu sao nó lại chạy. Ừ. Hình như nguyên team à. Tại sao bọn này chạy trống thế nhở? Body, body. Bo, 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 bo. Ôi, nhà vệ sinh có. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Mày này. Ê. Lại ông này trốn từ bao giờ vậy? À. Ra bắn nó là ăn. Thẳng luôn sợ. Trên này, trên này. Rồi, một xong, đưa thêm đấy. Hết xăng, hết xăng. Hết xăng. Xe có. Ui, nhà bay một đống kìa. Lên xe này, lên xe đồng đội ơi, lên xe thôi. Thế đồng đội bảo nhà bay có. Chú đi cái. Đây đây, tôi đi đón các ông đây. Ôi trời ơi, ôi, 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 ôi. Cứu được. Cố lên, cố lên, cố lên. Mày quá. Cứu đi, trời ơi. Xe đẩy này. Chấm máu không vậy em. Mở góc ra bắn đấy. Xe đẩy. Đứng như xe để đất nhé. Cố lên ông ơi. Rồi, đi này. Ngoài quá, ở ngoài bo. Nó xe cái giáp thế. Bọn
Mẹ cái thằng chó này. Sấy đau tiên nhở. Mẹ biết thế vòng xứ giang xa. Ôi nhầm 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 nhầm. Bao xếp vàng đấy ạ. Đuổi về cái sau đi. Từ từ, hình như có xe đẩy rồi. Bác kia đã chạy sang bên kia rồi sao kìa. Ui dồi ôi, bạn đang bị yếu lắm rồi. Vai trưởng dễ thế mà không chết kìa. Đấy. Thank you. Cam bo cho tới chết luôn ấy. Ui, mẹ nó yếu lắm rồi. Á, bom đâu rồi. Bị đúng cái góc chéo này, đằng trước và phía sang ngang đúng đều cao hết. Quái quá. Không nào bắn đủ vào xe. Cho tôi còn khói. Ăn không? Còn còn khói không? Ê, bao giờ về phía bên kia kìa. Trời ơi, nè. Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Hết khói rồi. Ôi trời ơi. Hiểu sao được. Đấy ta. Chịu rồi. Gặp phải mấy thằng đúng bên bạc nữa. Bò xấu quá anh em ạ, chắc là chết thôi. Đấy, bắn chân khói đây này. Ôi trời ơi, toàn đưa. Rồi anh em xem clip này hay, đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Và kênh của mình là Tony Samai.vn nhá.